Ok, ngồi lên em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình đi săn bắt nhân loại của chúng ta. Cuộc trở dậy của loài vampire. Hôm nay thì cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ một tí. Chơi sớm nên có thể thời lượng video nó cũng cố gắng dài dài. Hy vọng là chúng ta có thể kết thúc bàn một luôn. Bộ con game rất là thú vị nha. Ấy nha. Mình đang ở đâu đây ta? À, đang nhà. Nắng 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 chạy về bay cái coi cái cục của mình nó còn nuôi được cái bay này bao lâu. Hôm qua tôi tính làm gì đó tôi không nhớ nữa, 26 ngày cả tháng nữa lận thoải mái luôn anh em ơi. Mình dọn gần xong cái kho nè. Bây giờ thì đúng rồi, tôi đi ra cái hiệu sách tôi mua mấy cuốn sách. Đây là cái vấn đề học thức của chúng ta đây, học để mình mở được ba cái này. Vũ khí, áo giáp này à, công trình. Cái này là cái vật phẩm tiêu thụ. Rồi, chạy ra thương gia coi ảnh có bán cái gì giá trị không mình mua. Trời nắng rồi, sắp xuống chiều rồi. Bây giờ ủa anh thương gia nó đâu rồi ta? Ờ đây hả? Là đây đây đúng rồi mấy anh thương gia. Want Mấy cục này thì không cần, mình có khá nhiều rồi. Có anh bán sách này khá quan trọng nè. Ê, ê. Ôi ơi, mua đồ mà không có máy che cho người khách hàng chứ gì. Rồi, có trang giỏi vậy rồi. Cái vest này hình như tôi mua rồi phải không? Cho bơ quét. Game Ganger. Cho bộ này tôi có rồi. Cái nhẫn này Lord Ginton có rồi. Mình có 100 năm mấy đồng thôi. Game Ganger vest là cái này nè. Nó không có theo bộ quá ta, nó chỉ có toàn mấy cái món lẻ lẻ à. Mua thử hai cái nhẫn. Không, mua cái nhẫn với cái gì cái này đây. Mua cái nhẫn với mà cái vest ha. Cái này là cái quần Warlock. Mua hết luôn. Cái này anh bán gì? Cái này hòn đá mài. Mười sáu đồng mắc quá à. Rồi về thôi, về đường nào ta? Hòa Bình bạn ơi, kỹ sao mà đi giữa đường buổi tối nữa chứ, gặp con chó mà lớn đây mà nó dám nó đánh. Gặp tôi là tôi cắm đầu chạy luôn. Ôi rồi nó bắn rồi. Mấy anh nhân loại này hung hãn quá nha. Chúng ta là sinh vật huyền hòa. Rồi đây. Ừ, à phải 50 giấy thì mình mới được cái này. Trời ơi. B. Rồi mình tạm thời cất nó vô đây đi, 50 giấy á, 50 cái giấy này nè thì mình mới mà học được cái mới đó. Giấy thì chúng ta đi farm nhân loại, trong thời gian đó thì tôi sẽ đi xử hàng ngày luôn. Chúng ta coi chúng ta đang đi săn nào, bốn cái này thì tôi săn hết rồi. Bây giờ mình gear 28 nè, sẽ săn được hai thằng 27 nè. Cái hạt một này chắc không kịp đâu, hôm nay cố gắng lia mấy thằng này thôi. Thằng này bữa trước là tôi có thể solo nó luôn, rất đáng mừng. Bây giờ hai thằng này, thằng này mình học được cách làm đá mài. Thằng này học được cách làm cái nhẫn nè. Bước này trước. Thằng này nó ở tương đối gần. Phía đông nam.
Cái này ở gần nè, này gần quốc này đi. Không có nhảy qua được à? Thiết kế mấy cái hồ này khó chịu thiệt á. Hả? Đổ xanh đó, cái dốc như vậy đó mình thì đánh bay nhà bay cửa luôn nha, mà không có leo lên nổi cái dốc đó. Nó nằm ở trên đó à? Vậy là khả năng nó nằm ở trong cái chỗ này nè. Rồi đúng rồi, cái góc này là nó nằm trong đây thôi. Mũ láo à, có giấy không? Không có giấy. Giấy là chắc phải loot trong ba cái hòm. Này là gì? Này là sao ta? Không hiểu lắm. Trong này chả có quái gì có giá trị cả. Cây di cỏ gì không à, kìa có bốn giấy nè. Ủa sao nó báo tôi học được cái kỹ năng gì mới ta? Này á. Này chưa cần đâu. Bây giờ ủa thằng quỷ kia đâu à? Trên dốc, trên dốc. Trong này không có đồ gì để rút luôn á. Cái gương nào 7 giấy cũng được. Nghèo quá vậy. Chạy cướp mà nó nghèo vậy. Gương 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 gương. Ý có gái trong kìa. Em ơi. Dân làng 14%. Ra đi. Chạy đi, chạy đi em, chạy đi. Chạy đi. Chào anh. Không phải. I've got the tool for the job. I've got the tool for the job. Hammer you out. Hammer.
hammer you out! My hammer is for steel. Ê, nó chơi nó hồi máu vậy? Nó hồi đầy máu luôn rồi. I've got the tool for the job. I'm gonna hammer you out. Hammer you out. Một hit nữa, một hit nữa. Tập huyết mày luôn. Tôi nó gãy bẫy kìa trời, bích luôn cái màn hình. I feel stronger. Phải cái trò hút máu xong nó nổ ra cái bùm một cái bay khắp cái màn hình nha. Gương 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 gương. Chẳng có quái gì cả. Chuột, con chuột nè. Chứ em này mình thả ra rồi mà không về. Đi ra. Heo, heo. Để chuyển hóa sức mạnh của em nó cho mình. Đây là một cách giúp em nó siêu thoát thôi. Chứ để mấy thằng cướp này nó tra tấn ngày đêm gì, cuộc đời nó khó khăn lắm. Coi như mình làm một việc thiện đi. Cái này là cái chuồng nó gì ta? Bên đó cũng không có đồ gì cả. Bên này có không? Không có gì luôn. Nghèo dữ gì trời. Làm nốt thằng kia. Làm nốt thằng bên đây. Nó cũng khá gần rồi. Mẹ về với cái con nè. Nó đâu ta? Bởi cái độc này tôi không biết mình còn làm được cái gì nó nữa. Đầu tiên mình quay mặt lên hướng bắc thì nó thẳng về hướng nam, là có thể ở đâu đó chỗ này. Game này tôi không biết ngoài cái bản đồ này thì nó còn cho mình thêm cái bản đồ này nữa không. Đi qua cầu thôi. Cái cây to vậy mà nó chặt ra hết rồi nè. Gần rồi, gần rồi. Đi mình là con sói thì mình đi ngang mấy con sói này nó không phản ứng luôn. Gấu này coi mình cắn được nhiều máu. Yeah.
có 5% mà bèo quá, thua cái dân làng 14% nữa. Kìa, nó đi tuần nữa kìa. À, con này lần trước mình gặp rồi hả? Trời ơi mà con này bộ kêu nó kinh quá. Mặt trời lên là mình lỗ rồi. Ây da. Họ hả? Họ lao với mình luôn. Con chuột chạy đâu? Hấp huyết mày. Này thì pháp sư tử linh sư hả? Giờ có khi mình đi săn được mấy thằng level 30 luôn á. Ta cảm thấy bản thân để cho nên mạnh mẽ hơn. Hai con. Tiếp theo là thằng này. Mình sẽ học cách được là cái bàn chế thuốc nè. Nhờ cái hộp chứa... Ê! Hộp chứa thuốc súng. Này là cái gì? Mình sẽ học cách biến hình chuột. Rất khó để quân địch có thể phát hiện ra mình. Không ngon cho mấy. Học được cái gần câu cá. Cái này thì đánh vô nó sẽ làm yếu hơn. Cái này là phóng một cây thương. Cách tới 1 giây là lâu lắm. Tạo cái lớp siêu cho bản thân cũng không ngon. Bắn ra cái đạn đạo độc. Nó sẽ chịu hồi một cái mà con người xương nữa. Thực ra thì không thằng nào ngon cả. Cái này nó kéo dài có 3.5 giây à. Thử 2 kill rồi luôn. Ý, à, con này là cái con giống mình mà. Gọi đừng để ra cũng được. Nó đứng ngoài nắng mà nó hấp huyết được rồi. Đang đứng đây tự nhiên cái con này chạy ra. New knowledge acquired. Chỉ là một con mình đánh 2 lần á, nó không có lên được cái gì nữa cả. Tôi thích cái chiêu phòng thủ này hơn. Thôi chơi thứ 2 chiêu tầm xa đi, còn chiêu này thì mình chưa biết. Chiêu băng này cũng được. Chiêu băng này AoE nó khá là tốt luôn để mình dọn quái.
Rồi, mặt trời lên nè, mặt trăng lên nè. Chào mấy anh. Thằng này nó kẹt trong thùng rồi. Gọi được hai con người xương thì cũng đỡ. Cái chiêu phi tiễn này thì nó rất là dài luôn. Nhưng mà cái chiêu gờ này nó tác được hai lần. Mình chơi kết hợp với cung nó là ngon á. Chơi ghĩa ghĩa như thế này rồi cũng khá là ngon nè. Đồng đội nó chết mà nó đi bộ tính queo vậy hả? Bây giờ giấy của mình mới có 44 à. Kiếm đủ 50 giấy đi về. Cái gì thằng này fit 98% luôn kìa. Gì cao vậy ta? Chín tám phần trăm tiếp. Được 4 giấy, mấy cái hòm này nó ít đồ quá. Cái đỏ đỏ là gì đây? Cái tim. Xử rồi đấy. Chết luôn hả? Này giống cái hầm mỏ mà mình hay đi quá. Có cái hang động gì thế này chưa có đi thử nè, đi thử không? Đấy một tí đồng nữa không ta? Đồng ở nhà mình dắt hết rồi. Làm tí đồng đi. Ủa cái hiệu ứng gì đây? Để mình xử nguyên một vàng rồi sao luôn. Gương. Ủa sao đi được? Đi luôn. Chẳng là để xuyên hai thằng nào. Rồi, tịch nó đi đấy.
Còn mày thì lên gì á? Ở đây nó có cái hình cái hang động hay là sao ta? Chúng cử hay nhân loại? Mấy anh này còn làm việc kiên nhẫn quá, phần thưởng nè. Ba lô đầy rồi. Đâu ra cái kiếm của bắp này vậy? Hai cái thổi đồng thì cũng không cần đem về đâu. Mấy cái đó mình quá nhiều rồi. Sáu con chuột này, cuốn sách này, cái cục đá này sử dụng cho máy nghiền chắc cũng không quan trọng đâu. Này đá thôi nha. Vậy là phải đi đường ngoài mới vô được trong đó. Đi đường bên đây hả? Kìa, nó có cái hang động gì kìa. Nhưng mà làm sao mình lên được? Đúng là có cái hang động ở trên thật. Này thì không có đường đi nữa. À, có một cái chỗ nào đó để lên đây. Chắc đi từ phía trong. Hút được cái 90 mấy% này nó mạnh vãi ra luôn. I must make room if I want to carry that. Warlock vest. There is no space in my inventory. Cái đó là cái gì vậy? Tôi có thấy nó trong này đâu. I must make room if I want to carry that. Trong này cũng chả có một cái gương rồi. Con cái nè. Bốn giấy. Mà cái giấy này phải đi farm hơi bị mệt đó nha. Coi mình đi bước đường nào nữa không. Gear của mình hơi thấp. Mình sẽ gây ít đam lên nó hơn. Thôi, về coi mình có thể xây dựng được cái gì mới. Nãy giờ giết thêm hai thằng thôi. Với lại mà mình đi tới đó thì trời nó cũng sắp sáng luôn. My bags
bags are filled. Đi ngang thôi, đi ngang thôi. Đi ngang cái mà khó khăn với nhau dữ gì đó hả bạn? Chỗ này lần trước hình như là tôi giết cái con cây gì nè. Game này không biết có thiết kế map ẩn hay để gì không? Chitan, chuyên gia thợ săn mấy con đó luôn. Còn đó là level bao nhiêu vậy trời? Không mất máu à, mất có 10 máu à. Bây giờ nó đến đâu quá. Nó bỏ rồi, nó bỏ rồi. Chưa đánh nổi nó đâu, nó giàu quá à. Đam mình bắn vô không thấm luôn. Nó hồi máu lại khúc nữa rồi. Ủa mình về đường bên đây mà. Về 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 về, không chơi nổi nó. Này bán mấy hạt giống trồng cây. Này đồ cơ bản mà. Về chế độ thôi. Mặt trời đã trỗi dậy. Mấy cây này là nhớ lần trước phải dọn rồi. À, mình có cái chiêu này để mình lắp vô cái kêu nãy mình học được á. Đi trồng cây nào, nhấn tab lên để cây lên đây.
Ủa, mấy trái tim của mình giục đâu hết rồi ta? Rồi bây giờ thì coi chúng ta xây được cái gì mới. Mình xây được mấy cái miếng sàn mới nè. Ủa cái này thì có cái gì mới đâu? Cách tơ hết rồi. Cầu thang thì phải có mấy cái cục đá. Cục đá thì tôi nghĩ là đi ra từ cái máy nghiền á. Cái gương này, cái gương đủ thuốc. Cái này cái kệ sách á. Warlock, Warlock. Mình bây giờ đang là Gim Gan. Cái nhẫn này là cái nhẫn phép. Cái này là khá cùi bỏ vô đi. Mana phép. Và vơ gáp thì chưa cần. Cái này nó màu xanh lá hay là màu tím là sao ta? Tôi không biết phân biệt cái nào xịn, cái nào dởm á. Ủa, hai cái này nó giống nhau rồi. Thử cái này đi. Thấy mà gớm, thấy gớm dữ thiệt luôn á. Cái này là thùng chứa quặng thôi, nó chỉ chứa được quặng à. Bây giờ gấp tinh ba cái bàn này có hết rồi. Như cái hàng rào á. Thôi cái tay nơ này mình xây chưa ta? Hình như rồi nè. 5 đồng mấy nghìn.
cái máy này mình bỏ vô hoa thì nó ra mấy cái bụi này, bụi bông này, bỏ xương vô thì nó ra cái bụi xương, bỏ mấy cái gem đốt nào vô thì nó ra cái gem đốt này, bỏ mấy cái đá vô thì nó ra gạch, mình cần cái gạch này nè. Đầu tiên phải bỏ ba cái đá bình thường vô cho vô cái đá. Bỏ đá bình thường vô, đá bình thường của mình đâu hết đây, hình như cái gương này. Cái khung này mình không có dời được á. Rồi, phải gỡ hai cái hai bên đó thì mình mới gỡ hết được cái đó. Vướng cây cây. Tự tiện luôn. Chuột hả chuột. Ngồi đút nè. Máy nghiền nè, cho cái máy nghiền qua đây. Mình sẽ bỏ đá vào, đá đá mình có khá nhiều luôn. Bỏ đá vào thì nó ra cái cục gạch này với mà bụi. Có cái cục gạch này á. Cái tone body này ở đâu chạy? Mới ra được cục gạch này, có cục gạch này mình mới xây được mấy cái công trình. Này nó chỉ ra cục đá thôi. Không hiểu cho lắm thì làm sao mà mình ra được cái cục. Ở đây mình chỉ có đá này à. Cái máy nuôi chuột, cái máy nuôi chuột này cũng có tác dụng phết đó chứ. Gadium alloy, mấy cái này thì mình chưa có đâu, lâu lắm mình học được cái này nè, là từ cái bụi này, đá mài từ cái bụi này với thanh đồng. Thanh đồng nè. Cái bụi này là cái bụi gì ta? Cái bụi trắng trắng này là nó ở đâu? Không có coi được. Cái tôn đút là cái bụi đá. Là cái này à? Đúng rồi. Tạm thời ngưng hang này đi, chung làm cái bụi đá này thứ ơi. 9 thì mình mượt 10, 9 8 7 2 được 9 cái à. Clay, clay là ba cái vữa. Clay này chắc phải ra sông lấy.
Lây này chắc phải lấy ngoài sông. Vậy là mình chưa có thăng tiến được sức mạnh gì hết. Chưa có thăng tiến được sức mạnh gì. Bây giờ đi đâu kiếm Lây bây giờ? Chưa có lên được cái đồ sắt nữa à. Lên được đồ sắt thì mình đúng bá đạo luôn á. Sáu cục đá mài, 15 cục đồng. Hai mươi bốn cái hoa mao linh lily. Chính cái bụi của người chết gì đó. Chắc trong đây quá. Đâu ta đây nè. Xương. Xương hồi nãy là trong nhà này. Chín cái hả? Chín cái mà mỗi cái bao lâu? 20 giây là cũng phải 3 phút nữa. Lâu nha, 3 phút nữa thì mình có cái nhẫn. Lên được cái nhẫn đó nó không có mạnh hơn. Nó chỉ ngang cái nhẫn cũ của mình thôi. Nhưng mà từ cái nhẫn này mình có thể lên được cái nhẫn này nữa. Phải có cái máu nguyên chất khá là ngon. Nhưng mà không biết kiếm ở đâu. Tạm thời để nó qua bên đây đi, khi nào mình gần thì mình lấy ra. Rồi, đi farm tiếp hàng kia. Đồ đạc thì mình chưa lên được cái gì mới. À, lên được nè. Cái áo này có rồi. Hai cái quần này nó chỉ bậc 4 thôi. Warlock thì nào ma gao. 2% cái tốc độ tấn công cho cái vũ khí của mình. Warlock đi. Warlock ít ra mình có hai món. Nhưng mà nó chỉ tăng đam phép thôi. Lia thơ ba miếng da với mà ba sợi chỉ là đủ. Ủa cái quần kia của mình đâu? Cái gương này nó ăn đồ của mình. Bây giờ mình thua anh kia một level hả? Ngang level chứ. 30 rồi, ngang level. Mình đi săn nó luôn. Nó đang ở hướng đồng này.
Nó đang ở bên hướng Tây vậy. Trời sắp sáng rồi. Thành phố mất điện là anh xuất hiện. Cái cây rìu này nó mạnh gì hết ta? Thì ra cái thùng thuốc nổ. Mấy này nó mạnh lắm, nó level tới ba mươi mấy lần. Bây giờ chỗ này là hoa lửa hả? Thằng kia ở đâu ta? Nó nằm ở đâu dưới này nè? Dạ. Chỗ này méo ổn rồi. Chỗ này méo ổn rồi. From my veins, I rejuvenate. Xong mày rồi. Bất chấp thời điểm ban ngày luôn, chơi nó luôn.
Bùm. Bum bum bum. Ủa? Game này nó không có chế độ mà lụm đồ giùm mình á. Đi mà lụm từng món như thế này lười quá. Đi lượm đồ cũng thấy mệt đó. Khu này là coi như xong rồi đó. Ừ? Trong này mình không có chắc loot nó được ta. Ủa? Cái này là nó nằm ở cái bàn nào vậy? Bàn Leatherwork hả? Leatherwork Station. Nói ra là mình giết nó rồi nhưng mà mình không để ý cái túi ba lô này. Trời ơi. Con này mình chưa có đánh dấu nó được. Con này thì khá là nặng. Khu này là gần như không còn gì để khám phá nữa. Mình đang đâu vậy? Nó có clay đây nữa nè. Clay có đây nữa à? Xuân phua không có thấy miếng clay nào đâu. Cái cây này còn mạnh hơn cây thương của mình đó. Không thấy miếng đất sét nào luôn á. Không có đất sét thì làm sao mà ra gạch được ta. Trên đó cũng có cái hang động nữa kìa. Nhưng mà không biết làm cách nào để lên.
Tôi nghĩ đó là cái đầu ra có hang động thôi chứ không phải là đầu vào. Này toàn sinh phua không mà. Dạ, nó giống hút mình kìa. Mấy cái khu nào nó sáng màu lên là mình đã đi qua rồi. Khu dưới này rồi bỏ tay luôn, game nó gắt nó không thông báo gì luôn nha. Đi tìm cờ lây ở đâu, đi tìm cái đất sét ở đâu, à hay là mình phải có cây sẻng ta, phải có cây sẻng là cái gì đó mình mới có thể là khai thác đất sét được. Nhưng mà trong chế tạo của mình thì làm gì có cái món đồ đó. Này, chế tạo của mình thì cũng đâu có gì mới đâu. Không có gì cả. Cái này cho cái khiêu băng của mình là ngon nè, ngon nè. Khiêu băng này đam cũng khá là cao nhưng mà cái khiêu xương nó thì gọi đệ được. Cái khiêu xương của mình thì gọi đệ được. Nên chắc bỏ khiêu này. Sáu đến 12 thì mình rớt ngay 6. Đúng cái cùi nhất luôn á trời ơi. Ủa mình đang đến làm gì? Đang đi khám phá khu này. Đâm hụt hai cái liên tiếp, ném hụt chứ. Nguyên cái khu này chả có cái quái gì cả, nó nhốt gì trong này nè, ai làm gì đâu, mình cúng nó ra mà nó đối xử với mình vậy đó.
Đi mở map thôi, đi mở bản đồ thôi. Đi cái gì mà tung té vậy nè. Gấu này chết luôn rồi. Đi con mới rồi. Đồng với đá mà không thấy miếng đất sét nữa. There is no space in my inventory. There is no space in my inventory. Đi thôi, ở đây cũng chả có gì để làm. Đi mở bản đồ khám phá map thôi. Số lớn gặp số bé không chào nhau mày. Ủa mình không có vào khu bên này được hả? Không, nó không cho mình vào. Khu này thì khám phá coi như gần hết này. Đi tìm đường lên thôi. Còn gì còn gì? 38 hả? Ủa? Không có làm gì được nó là sao? My bags are filled. Thì cái chiêu quăng độc của mình. Cái chiêu quăng độc của mình. Ngon. Rồi giết nó xong chả được cái gì luôn. Rồi, nói chung mình khám phá hết cái khu này à. Khu này chưa nè, nhưng mà tôi nghĩ không có gì đâu. Cứ đi khám phá, mình đi bên phía bắc trên này thôi.
Bản đồ còn rất rộng nha, tôi mới đi vòng vòng trong cái khu rừng này, nên tiếp theo là sẽ đi đây nè, Cyber Hill nè. Mở hết bản đồ rồi, giờ quay lại nhà thôi. Chỗ này thì nó ghi có đất sét mà kiếm không ra đất sét. Nắng 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 nắng. Đang đi giữa đường đừng gặp Necromancer đó. Mình đang xài cái bộ kill của nó luôn nè. Tinh vua nè, bụi nè, bụi đá nè. Mới sợ máy này nó nghỉ chạy rồi đó. À không biết đất sét ở đâu để mà đi lấy, trời ơi. I am missing key ingredients. Này ván ép nó cho ra gỗ mà tôi không biết nó để làm cái gì. Cái túi này không biết chế ở đâu nữa nè, nó không có ghi gì luôn. Ghi cái cung mới hả vậy, cái cung lên 12. Cái nhẫn lên 9 này nè. Rồi mình lên được 33 luôn rồi đó. Bây giờ gán nhẫn nâng cái nhẫn nhẫn này lên cái nữa. À cái xanh lá. Cái nào mình mới thay ra đâu ta? Cái này để lên đây. Hai trái tim này thì nó khác biệt gì không?
Có cái cung này, đi qua đây đọc sách. Hồi nãy là mình có cái quần Warlock rồi, bây giờ có cái áo Warlock nè, cái nhẫn phép gì nữa nè. À, cái này thay vì chế độ thì mình có thể học được mấy cái này. Cây dâu găm hả? Tôi thấy nên học cái dâu găm ngon hơn á. Dâu găm này nó chỉ bằng đồng thôi. Thử rồi. Warlock Pet. Đây. Chín cái cục đá mài là được. Chín cục đá mài. Đá mài đây là đây đồ chơi mới của chúng ta đây, lên coi. Cái găng tay này xịn hơn tí, quất luôn. Gọi nữa ấy. Cái cổng cơm mà. Rồi, tôi rút hết mấy cái thiết bị ngoại vi ra. Trời ơi. Nói chung là nãy giờ mình thăng tiến sức mạnh cũng kha khá luôn rồi đó. Lên mỗi lần có lắc nhắc một hai điểm à, nhưng mà trong con game này nó không có tính năng level nên cái chỉ số sức mạnh của mình là nó dựa theo cái trang bị gear là chính. Bữa nay nó load lại khá nhanh này. Cái mình mới có level 2 cái lâu đài. Đó, bây giờ cây thương của mình nó cùi rồi, nên chắc đôi không xài tới cây thương nữa đâu. Mình có hai cái đồ xịn. Cây thương này để xuống luôn. Dẹp luôn đó, không có đụng tới nữa. Bây giờ cái áo đúng rồi. Không, cái áo nó thì nó ngang, nhưng mà hai cái này thì mình lên được bộ set. Bộ set này thì nó tăng cái mà cũng không có bao nhiêu. Cần phải có cái nai vest nữa hả? Nó cũng nhẹ nên cứ chế đi.
Rồi, bây giờ mình còn cái gì nữa không? Hai cái món vừa đốc, hai món xe đào. Cái tài nguyên thiếu nhất của mình nó vẫn là giấy thôi. Kiếm này nó nặng dữ vậy, cảm giác đi rất là chậm luôn á. Cũng khá là tiện ha, nó sẽ gom tất cả các đồ ở lại. Bây giờ tôi đi đập cái thằng level 30 kia được rồi đó. Con này thì mình không có chắc được nó, chắc nó nằm ở đâu rồi. Thằng này bây giờ mình đập nó nhẹ nhàng rồi. Thậm chí đập cái nguyên vàng 35 này luôn nè. Bây giờ để coi ai. Hướng này. Hướng đông người hướng của mình. Là nó chắc đâu đó trên này. Đi xa phết đó chứ. Hình như mấy con quái nó cũng là scare theo mình đó. Mình sắp hết máu xịn rồi nè. Ghé qua mấy anh thương nhân này cái coi mấy ảnh có bán cái gì không. Lên đây thì được cái thành tựu gì vậy? Trời, sử dụng cái tay lấy cũng được cái thành tựu nữa. Thẳng hướng này luôn. Nó còn rất xa nữa hả ta? Tưởng nó đi tới đây luôn à? Bon với bông li li. Chỗ này là giấy nè. My blood reserves run low. Vô đó phàm tí giấy mới được. Giấy của mình là 4. Rồi được lên tí giấy à. Yêu cầu phải có cái dạng gấu á, thì mình mới phá được cái cửa này để mình đi vào. Chơi gì gác gỏng với nhau vậy? Cửa này thì chắc cũng vậy luôn rồi.
Không được, nó chưa cho mình công vô chỗ này. Rồi, vẫn là đi tìm cái thằng kia đánh thôi. Đó là cách thăng tiến sức mạnh tốt nhất bây giờ. Mình cũng chưa có mà biết cách tìm được ba cái đất sét nữa, Clay á. Mấy bạn đánh nhau đông vui quá vậy. Cái gì? Gì? Mà đánh con này nó không có tác dụng gì luôn, mình hết máu rồi. Đánh nhau đi hai bạn. Thử cái cung mới. Trời sắp sáng rồi nghe. Mình ở gần nó dữ rồi. Bây giờ lại gần nó cái trời sáng gì đó hả? Khả năng cao nó ở trong đó thôi. Đúng rồi đó. Chỗ này đánh được. Nó nằm ở trên nữa. Nó nằm ở trên sao lên ta. Nó ngay bên kia sông luôn à.
Ồ. Chúng quát gì sao mà ra bao? Còn gì nữa vậy? Tìm mày đâu chứ đánh thì rất là mau nha. Mấy con này cũng tương đối đơn giản. Đây thì anh thợ câu cá nè. Được ba cái phép hỗn độn này. Ê, 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 ê. Blood sustains me. Our veins run dry. We must replenish them. Con này trước đi, con này là gấu hay gì nè. Đó, mình học được cái biến cách biến thành gấu thì mình mới đi farm vô trong kia được. Hướng bắc là hướng này. Sao máu của mình nó không lên nổi ta? Bị thiếu máu rồi, mình phải đi kiếm con nào đó mình hút mới được. Chứ không là máu mình không lên được. Đối khác quá. Có con gì không? Có người không? Em đói bụng quá mấy anh ơi, còn có một máu à. Hút được 7% mà hút đỡ đi.
còn gì để ngủ cả. Con này có 5% hả? Đúng cái hướng như này rồi. Rất là gần này. Chỗ này để mình tham gia hết ta. Đây 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 đây. Gấu. Đơn giản. Mật gấu, lấy mật gấu mày ra đây. I feel stronger. I feel stronger. My form is fluid. Bên dưới này có cầu thang rồi đó nè. Rồi cái chỗ này để đi ra thôi, chả có cái méo gì cả. Có cái anh nào đó anh cắm trại ở đây xong rồi anh bay màu luôn. Mình học được cách chế cái bộ da và cái để trang trí là cái đầu hệ xăng. Sau khi lấy vào mình 24. À, phải đeo cái vũ khí vô mới chắc được. Ngón tay, hai con này nó làm ngón tay luôn. Rất là xa chỗ này. Cái này máy in hả?
khả năng nó nằm ở đâu là đây luôn nè. Nhưng mà tôi đi mở map thử cái khu dưới này vậy. Thôi bây giờ qua đây mình farm tí giấy. Đi farm giấy thôi. Ba lô mình cũng sắp đầy. Đi ra. Xương chuột, con cá, da. Trái tim nhỏ, con chuột. Thôi, chưa biết dục cái gì ra cả. Đèn con đó nè. Mới có 16 giấy à. Trời ơi, farm nó cực. Cái giấy đó là mình mở ra mình học liên tục á. Ủa cửa nó mở luôn kìa. Chỗ này giống cái chỗ mình giết thằng cung lần trước vậy ta. You're looking a little hot-blooded. Let me cool you off. So this is the end. Đúng rồi, chỗ này mình giết thằng cung lần trước nữa. Gán kiếm đủ mà 50-60 giấy vậy mình mới về, mới về. I feel stronger. Vậy gấu, ngủ cái gì, ngủ cái gì. There is no space in my inventory. Thì Fireball God bao. Cái nỏ này level 6, cái cung của mình 12 rồi. Cúc.
Đi thôi thì không cần. Trời ơi, trời sáng rồi. Giấy mới có 30 à. Thằng đó đâu ra vậy? Rồi, ra chỗ này chơi mày. Nó 44 lần. Thôi 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 thôi. There is no space in my inventory. Đi thôi. Nè, cái chỗ này là cái chỗ biến gấu nãy nè. Tôi đánh con golem ở đâu đây nè. Đây 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 đây. This isn't working. My bags are filled. Ngon. Bitcoin clip này là cái gì ta? Ngon nè. Chơi kiếm thì gắn cái này nó hợp hơn. G xong rồi C. T là cái gì? Sao biến lại thành người? Ra đi. Dễ thoát cho tụi mày đó. Nắng quá, sắp có mặt trăng lên rồi. Bảy giấy cũng ngon. Tối chưa? Chiều chưa? Nhanh. Mình mở cửa ra cho nó rồi mà nó không đi. Ha.
I must make room if I want to carry that. I must make room if I want to carry that. Ở chết ngầm. Trời nãy giờ có mấy chục giấy à trời. Tưởng cái căn cứ xịn sò nó như thế nào. I must make room if I want to carry that. Phát ở đó hả? Ê, có cái thủy tinh gì cơ. My bags are filled. There is no space in my inventory. There is no space in my inventory. Bên này có cái gì không? My bags are full. Không có miếng giấy luôn thiệt á. Tôi chỉ cần giấy thôi mà. My bags are filled. Cái gì đây? 37 hả? Another notch on my belt has arrived. Bây giờ a proper challenge. Show me your metal thing. Nó cao hơn mình một cấp nên mình đánh nó không thấm luôn. Dạ. Ây da. Thôi phải. Mày ngu, mày hút xong mày dính tường.
place is new. Này thì Nikolai nè, đạt được cái thành tựu luôn, đánh bại những cái băng cướp đó, hoàn thành cái hạt một, coi như đạt được mục tiêu ngày hôm nay đó, anh em thấy chưa, khiêu chiến vượt cấp luôn đó. My bags are filled. I must make room if I want to carry that. Căn cứ của anh méo có con mẹ gì anh vậy? Đồ xịn sỏi đâu đâu, đồ quan kim đâu đâu. There is no space in my inventory. Tôn buôn. Tăng cái hút máu 8%. Tăng cái khoảng cách từ mục tiêu lên 1. Từ 7 đến 15 nhưng mà mình nhặt ra có 8 mà cũng khá là cùi. Cái đồ xịn nó lại màu trắng nha. Mấy cái đồ cùi cùi này nó lại có màu. Con này đá nó bự hơn. There is no space in my inventory. Xương cá, đá, máu, đá, bụi, da, đá, đá, chẳng có méo gì luôn á. I must make room if I want to carry that. Đánh luôn thằng boss rồi. Xong cái hạt một rồi đó. Nicolas này nó báo ở gần ở đâu ta? Hướng này. Phải không? Hướng này nè. Đúng rồi. Rất là gần này. Nó nằm trên cái dốc này á. Đây nè, đây nè, đây nè. Đau quá, đau quá. I must make room if I want to carry that. Oh. Bồng xương với xương không à? Toàn xương thôi.
Con quỷ kia ở trên đó hả? Chỗ này có đường đi lên nè, chắc nó đứng trên cái dốc luôn á. Đây đây đây, nó đang múa đó kìa. Ây da. Quá trời nó chơi chiều hồi gần đóng đệ luôn. Hút máu rồi luôn. Này thì Negomancer với chúng tôi này à. Tường gỗ với đá không à. Morning. À cái đó, cái bông. Ê ê ê. Cái này như mình có rồi phải không? I must make room if I want to carry that. Cái đồ xịn nó rớt ra thì là màu trắng, còn những cái cùi cùi á thì nó lại là màu xanh. My bags are filled. There is no space in my inventory. Rồi mặt trời đã lên. Xong thằng này. Còn nốt thằng này nữa là hết chưa. Nhưng mà con này nữa. Con này nó trốn đâu mẹ ơi. Rồi. Phải không đem. Tôi đã rút hết mấy cái cổng cơm ra mà ta. Sao tự nhiên cái nào nó gắt hay là nó băng game luôn à. Không nói không lành gì anh. Fmod Howard Digital. Chúng ta tiếp tục. Hên là con game này nó dạng như là server online á, nên nó xếp liên tục luôn. Mình có bị gắt thì cũng không có mất gì nhiều, chỉ tốn tí thời gian vào lại thôi. Hầu như là mọi cái tiến trình của chúng ta nó đều lưu lại hết. Quái nó cũng ghét bao luôn kìa. Má nó chứ. Như đúng hướng luôn đó.
nó đi săn hu rồi. Ê, gì mới vậy nè? Ây da. Bon gót bao thì cũng khá là cùi. My bags are filled. Bon vọt cũng cùi luôn. Chúng ta đi cướp tiêu nè. Thằng nào đang mà bận tiêu đi. Coi lút được cái gì trong cái kho hàng này không? Ngon. Xuyên phua ọt mà loại bự này thì không cần. Cái bông này cũng không. Tiền thì cũng mát rồi. Mấy cái này rất là cần nè. Bây giờ mình nên vứt cái gì bây giờ? Đá thì đi farm được. Ginh of Warlock. Ginh of Failure là mình cái này. Chỉ mình chưa làm được. Cá này hơi ít. Nấm tím này cũng hơi ít. Chuột dục được. Gim gan quýt. Hình như là mình có rồi. Đây nè. Nên cái quyển sách này không cần. Cái áo này cũng dục luôn. Tiền. Cái quặng đỏ này. 1, 2, 3. Ít nhất là 3 lót nữa. Cỏ. Gâu. Cái tim này. Con cá này. Rồi, nhiêu đây được rồi. My bags are filled. I must make room if I want to carry that. Con lên đó là cái gì ta? There is no space in my inventory. Ghét. I must make room if I want to carry that. There is no space in my inventory. My bags are filled. Này mấy anh sói đợi mình. Nó còn xa lắm. Giá. Mấy cái khu như thế này nè, thường rất là hay có đất sét luôn. Bên này nó hả? Cái này có khả năng là đất sét không ta? Ơ? À. Ừ? Trời ơi.
ra nó nằm ở dưới bên kia. Bà nó chứ. Nó nằm mút mút bên kia rồi. Cái cây vừa chết nè. Ủa chỗ này à cái nhà mình má. Đúng hướng rồi đó. Tự nhiên thấy xanh xanh trên bản đồ, hóa ra là cái nhà mình. Đủ loại động vật hết chưa. Đây là toàn là hoa thôi. Rất là nhiều hoa luôn. Trời nãy quên ghé qua nhà để cất đồ cái nữa ta. Khám phá được cái vùng đất mới nè. Vùng ghim đau vậy nè. Rất nhiều hoa cỏ luôn nè. Cảnh đẹp phết nè. This is not meant for you. Be gone. Yeah. Con này nó cơ động phết luôn á. Cái bộ kêu nó khó chịu mà chứ không có mạnh. Ông mày rồi. Bùm. So, it is my turn. Con này có bộ khiêu nó khó chịu hết. Nó vừa gọi đệ rồi, nó vừa làm mình quán sợ rồi, nó còn chạy vòng vòng xung quanh. Cái vùng này đúng đẹp, bông hoa cỏ rất là nhiều. Mình gần farm tài nguyên gì thì mình vào đó. Giờ về nhà đó. Bây giờ mình có thể xây được ba cái trần nhà và sàn nhà các thứ rồi. Có thể chế được cái bộ công cụ bằng đá luôn. Hôm nay là coi như chúng ta kết thúc chương 1 ngay đây đó. Cái khu vực của mình đó có cái thằng 40 nãy giờ nó đang thang hoài rồi. Cái thằng thợ săn vampire á. Giờ mình chỉ hơi ngán ngán đó thôi. Đánh câu giờ thì chắc vẫn là đánh được. Nhưng mà bộ gear của mình nó vẫn hơi thấp. Mới có 36 à.
lên tầm 40 được rồi tôi bay mất luôn á. Chỗ này không có đường lên nữa đâu. Nhà mình nó bắt buộc một buộc là phải đi đường vòng như thế này đó. Kìa, thấy nhà mình này kìa. Trời, một bầy luôn. Không có miếng giấy nào luôn. There is no space in my inventory. Rồi, chúng ta kết thúc chương 1 ở đây. Tôi về tôi xây cái bay nữa rồi chúng ta nghỉ. Anh em thấy nhà cửa tôi thế nào? Hơi chật được một tí rồi đó nha. Cái cây cỏ này mình có cái gương nào chuyên về mấy cái cây cỏ không? Để coi thứ này. Cutter, one bay bò, gồ đốt, trong gương. Cái này chứa game, cái này chứa cỏ nè. 5 cái bán ép và 60 cái vải. Ủa nó phải cái này không? Không không. 5 cái bán ép và 60 cái vải. Ở đâu? 5 cái bán ép với cái gì? Cỏ. Cái này vui hả ta? Cái này là dạng cái gì? Trang sức. Trang sức thì mình có cái tủ nào đựng trang sức không? Chắc cái này quá. Game nào? 5 cái bán ép với mà 3 cái game rút. Game đất của mình. Năm cái bán ép. Ủa sao giống cái gương ở đây quá vậy?
mấy cái này không phải game, mấy cái này là kill. Bên này là đá. Rồi, mình phân ra gạch gọi ở trên này đó. Mình cá nữa nè. Rồi, mình còn cái gương nào? Gương này chế thuốc hả? Cái này là đỏ thuốc chế sách. Còn cái gương chế thuốc này với chế chỉ, nó cần da với mà xương thôi. Da ở đây. Chế thuốc thì chắc để gần gần bên này luôn. Chế thuốc thì chắc làm vàng đây đây. Rồi có thuốc, có da, có xương rồi. Bên này là chế thuốc nào. Xương để bên này. Bên này là có vật liệu. Rồi bây giờ tranh thủ mình học kêu cái đã. Nói chung là cái hạt một mình đánh toàn bộ mấy con boss luôn rồi đó. Rất là nhanh gọn nha. Chỉ có mỗi con chuột này không biết nó trốn ở đâu thôi. Rồi, bây giờ coi mình bui được cái gì nữa. Lâu đài thì mình bui được cái cầu thang rồi. Chưa có biết chế gạch. Trời ơi, tôn gích. Không mở phá cái gì mới cả. Được cái ghiều mới với cái găng tay nhá. Cái găng tay này đâu có rồi mà. Cái nhẫn. Không có quan gì luôn. Chưa có cái máu xịn để mà làm được cái nhẫn đó. Nói chung là đồ mình cũng không có gì mới cả. Cái ghiều này lên được cái ghiều xịn hơn tí nè. Hai cái đỏ và chín cái đá mài. Hai cái đá đỏ và chín đá mài.
hết rồi, vẫn chưa có cái máu xịn hơn để lắp vô đây. Cái này tôi không biết chế đâu luôn. 90 gỗ và 3 cái cuộn chỉ. Gỗ và 3 con chỉ mà. Bự như vậy nè. Không lẽ dời cái giường ngủ mình đi. Dọn hết cái khu này, dọn hết cái khu này luôn. Mình dọn hết cái khu này, mình xây mấy cái nền ra. Dọn hết cái chỗ này đi, mở hết cái vàng bên này ra luôn, cho nó gọn gãi ra. Cái khu này thì mình phải chờ một cái đường để mình nhảy xuống nữa. Chắc tôi phải ra option tăng cái diện tích mình xây lên á, để mình có thể xây được cái nhà nó rộng và nó nhiều hơn.
will not work. Đây chúng ta đã có từng hai rồi. I cannot build here. Cái này đẹp hơn. I cannot build here. Đây là cái này ta. Cái này thì nó to quá. Cái này thì nó lại nhỏ quá, nó giống cái hàng lang hơn. Hàng lang để đây đi. Rồi ở trong này thì mình chơi cái đất này cho nó đẹp. Cái này cái lan can của chúng ta nè. Rồi, chúng ta đã có tầng 2, ngon nghẻ luôn. An achievement for sure. Có cái cổng lớn. Rồi, trời ơi, đen cái nha. Sao mà nó cứ dăng game đột xuất đột ngột vậy? Game này hình như nó ăn vào CPU nên con CPU tôi nó nóng quá hay gì nó mới tự thắt á. Chúng ta làm lại. Nắp đúc monitor nè. Tôi cũng đâu có nghĩ là con game này nó đủ sức nặng để mình bị gắt game được ta. Hmm.
dọn luôn cái khu này đi. Khu này từ từ mình dọn sao, cứ tạm thời để nó đi. Cái cổng chính cổng phụ thì cứ để nguyên như luôn cũng được. Cái chỗ này tôi nghĩ lên để cái cầu thang thì nó hợp lý hơn. Lên đây thì không có đường đi, vậy là phải lùi lại một ô, ít nhất là một ô, hoặc là mình dọn luôn cái khu này xong rồi đặt cái cầu thang ngay đây. Không được, phải 4 ô mới được. 4 ô thì cầu thang ở góc trái ở dưới rồi thì phải góc trên bên phải nữa. Có khi mình đặt cầu thang ở đây đi. Rồi, dọn luôn cái khu này. Ai mở cửa cái gì này à? Thank you.
here. Phải đập bỏ cái cổng này nữa mới được. Cái chỗ này để mình nhảy xuống đi. Bây giờ mình xây cái đường ở trên. Để mình xây cái gạch này là gạch nào ta? Này có không? Hình như không. Cái gạch đó là gạch nào vậy? À đúng rồi, gạch này. My blood reserves run low. This will not work. Thiếu ván ép. Cái này hình như là người khác không có mở được. Rồi, cái này được rồi. This will not work. Rồi nữa ai? Rồi ơi. Bức chế thiệt. Chỉ xây nhà thôi nha, chưa có ra ngoài đường nữa đó. Game nó vẫn gắt được. Tôi cũng không biết lý do tại sao luôn. À, cái lúc mình đánh nhau á thì nó tải nhiều quá thì nó gáp thì mình còn có thể chấp nhận được, còn đằng này mình chỉ xây nhà ở trong nhà không à, thì làm méo gì mà nó có thể gáp. CPU với VGA nãy giờ nó chạy cũng rất là ổn định đó. Hầu như không có giật lắc gì hết. Tôi nhớ từ lốc 90 FPS mà thôi. Nè. My blood reserves run low. Cái kia để sân ngoài trước được rồi.
Rồi, ok chưa? Coi như nhà cửa chúng ta là tạm ổn rồi đó. Từ từ cái bãi này dọn sao? Như thế này là được rồi. Rồi, giờ mình còn làm cái gì nữa không ta? CPU với GPU nó cũng đâu có lót vui đâu. Game này tới U rất là tốt á. Máu mình sắp cạn rồi. Cắn chuột cái nó lên tí máu rồi. Chủ yếu đừng có để đối khác quá là được. Bây giờ nó kêu mình đi tương tác với cái cổng. Nhưng mà cái cổng nó đâu mới được. Rồi đút mình có cái gấp tinh mới. Đây cái bàn chế thuốc nè. Thiếu mà máu với sinh phua. Gán xây cho xong cái đi. Dọn nốt cái khu này cho nó khỏe người. This will not work. Nó sao không xây ở đây được ta? À, thiếu cái nền. Rồi. Cái tủ này, cái tủ chế thuốc hình như mình chứa rồi. Chế rồi hết cái dãy này rồi. Gấp tinh cái bàn chế thuốc này rồi, bàn này thiếu da, bàn này rồi, ba bàn đầu rồi, còn thiếu ba cái bàn ngoài sau. Bàn này chưa có sắt, bàn này chưa có cột tôn luôn, chỉ có da nó thôi. This will not work. Cho cái sàn chỗ này nó hơi lạ lạ vậy ta. I cannot build here. Rồi giống rồi đó, đúng rồi đó. Này luôn. This will not work. Đây đây đây, 6 cuộn chỉ nữa là được.
có cái ba lô này nó lên được 7 ô, này có 3 ô thôi đó. Bên này là cái bàn chế thuốc, không có gì mới cả. Cái này là cái thùng thuốc nổ à, dùng để thu nhập cái tài nguyên phá tường với đập phá cái gì đó, không cần. Xây cái trần nhà lên cái nữa mới được. Nó sao mới bùi được? Rồi nó bị giới hạn rồi. Đợi anh tí. Bắt tu với tốt. Tôi có cái này là có vô cái option server đó, mình có thể tăng cái giới hạn xây dựng lên cho nó thoải mái anh tí. Load game nè. Như hôm qua tôi đã hướng dẫn anh em đó, edit setting nè. Nó nằm trong cái công trình xây dựng. Đây, mình sẽ chỉnh mấy cái thuộc tính này. Level 1 thì lên 100. Rồi ok đó, khi mà mình có một cái tầng ở trên đó thì cái hiệu ứng xây dựng của mình nó sẽ tốt hơn tí. Đây mình sẽ chọn cái nền đó, bây giờ mình có thể xây thoải mái rồi. Rồi ok, sau này cái khu này là cái ban công để mình dòm ra ngoài. Bây giờ bắt đầu tối rồi đó, mình phải xây thêm mấy cái đèn lighting. Cái này là bụi hoặc là này xấu cái gì ta, xấu à, this will not work.
cái nền tay lo à, vậy là mỗi cái vật dụng này á mình phải đặt nó chung đúng một cái phòng. Như cái bàn này là cái phòng workshop nè, nó phân loại ra mấy cái này hết. Cái này bên thuốc, trời ơi phức tạp chứ gì đó hả. Cái này sao, cái này cái nền ghèn, tức là mình chọn cái nền á mình phải đặt đúng cái nền ghèn rồi đặt đúng nó trong cái chỗ đó. Thì trong cái phòng này có cái máy nữa. Được bao quanh bởi những bức tường cái nữa mới được. Phức tạp nha. Hết cỏ rồi. Hết cỏ luôn rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, phải cái tường đá bao xung quanh đó. Tường gỗ không được. Khó tính phết. Thiệt tình. Đó, như thế này thì nó lại được nè. Rồi ơi. Cái hốc bé tẹo gì được không ta? Thấy cũng hơi kỳ kỳ á. Nhưng cái lỗ chuột trời, cái phòng chế đồ của mình mà như cái ổ chuột gì đó hả? Mà kể tiếng nó đi, quan tâm là méo gì. Vẫn được nha, không cần cửa. Vậy mình chỉ đặt nó vô phòng thôi. Xong rồi mình phải có cái nền ghèn nữa. Cái nền
Đây. Thiếu đồng. Game này phức tạp hết, tưởng cơ chế xây dựng nó là chỉ là đơn giản vậy thôi. Nè, cái nền phải có cái nền ghiền đó nè, đó. Đó, bây giờ cái phòng của mình nó tăng mát hiệu ứng lên. Trời ơi, nó lu bu. Giờ mới biết cái tính năng này. Tương tự thì cái bàn nào của mình xài nhiều ta? Cái bàn này, cái bàn dọt thì chắc để bên đây luôn. Không, cái bàn dọt thì bàn dọt chắc để đâu bên đây đây. Ở đây mình chia làm 2-3 phòng đó. Cái bàn dọt đó đâu đây được rồi. Rồi. Tay lo, tay lo cái nền. Nếu có cái nền đó nếu có cái nền tay lo nó rồi, có cái nền còn shop thôi. Như hạt nền này, nền thuốc. Nền này nền vật shop đúng rồi nè.
Đó đủ hai cái nè. Ôi ôi. Rồi cái phòng chế thuốc thì mình chỗ này đi, kế cái bầy chuột này đi. This will not work. Nền Taylor, nền cho cái nền nó Taylor không có. Chừng nào có thì tính sau. Giờ mình sẽ chia thêm vài phòng nữa. Ủa? Cái này phải hai ô mới được. Đây cái nền Achemi này nè. Dọn hết. Xây cái nhà cho hoàn chỉnh này nghỉ. I cannot build here. Ủa? Hết dập rồi, trời ơi. À có, nhiều gạch lắm. Khỏi lo. Thiếu đá thôi. Đá tí nữa mình đi farm về mình đắp vô.
Khói nó bốc xuyên qua cái nền đá luôn cơ. Bây giờ cái vòng chế thuốc là 2x2 này đi. Những cái này là workshop hả? Nó có phân cái gì ở đâu trời? Workshop. Lo gàn, vậy là cái phòng gàn là cái bàn chế đồ đó, với cái này nó là chung với nhau. Cái bàn gàn ngay đây. Bích cái lỗ lại luôn đi. Phải không? Đúng rồi. Cả hai cái ok, bên này cũng hai cái luôn, ngon rồi đó. Không, cái bàn này để cái thùng này mới đúng. Bây giờ hiệu ứng nó lên là ngút trời luôn đó, 25%, 25%. Bên này cũng vậy luôn, 55%. Nó sẽ xử lý mấy cái đống đồ này nhanh hơn. Mấy cái này tí nữa có thể ra option được à. Rồi tiếp theo là bên cái bộ chăn nuôi. Phòng chế thuốc hả? Đây.
phải ba ô chiều ngang nữa. Rồi ok. Hai cái chế thuốc. Cái bàn này là workshop. Cái này cũng workshop luôn. Cái này vàng. Cái này thời trang. Workshop, workshop là 3 4 cái, vì nó cần một khu rất là rộng. Chắc bây giờ nguyên một cái khu này lên luôn. Rồi, ok, workshop. Hai cái workshop. Workshop luôn. Như thế này thì nó còn tính không ta? Như thế này thì nó méo tính rồi. Bắt buộc phải xây như vậy thôi. Đó, thì nó mới tính là cái phòng. Ba món này là workshop, ok hết. Thực ra thì không cần nhiều OV đâu.
This will not work. Rồi, ok. Gương này chứa cái gì đây? Cái này với cái đó là chung một phòng. Cái này với cái này chung một phòng. Thì chắc là để cái này qua đây luôn. Gỗ nè, đá nè, đá nè, đá nữa nè, gỗ nữa nè. Cái này chưa có cái nền. Chưa có cái nền Taylor này. Để mình nâng lên. Rồi, tạm thời như thế này là ổn rồi đó. Rồi, còn cái nào nằm ngoài nữa không? Còn cái bàn này. Cái bàn này nó chỉ là cái bàn nghiên cứu bình thường. Để đâu cũng được.
nó tạm thời ngưng chế đi, nhiều chuột quá rồi. Mà mình không có cỏ mà mình không có cỏ này. Rồi, ok, hôm nay chúng ta chơi đến đây là ổn rồi đó. Tiếp theo là nó kêu mình tương tác với cái cổng gì đó, tôi không biết cái cổng đó đâu. Cái này quá, mấy cổng làm file là cái cổng dịch chuyển nè, nó ghi cái là quay ghép thôi, nhưng mà chắc cái bằng file quay ghép này. Mình sẽ mở được cái quan tài bằng đá thì cũng chưa có nhiêu cả. Gương này chứa cái gì đây? Gương này không có chứa cái gì cả. Game này mình phải xây theo từng phòng như thế này thì nó mới phát huy được cái thế mạnh, giờ tôi mới biết đó. Chỗ này thì để tôi nhảy xuống, nhưng mà sao cũng nhảy được ta. Ở chỗ này đâu có cần nhảy đâu, đâu có đường nhảy đâu. Thôi để vậy đi cho nó đẹp. Rồi, khá là ok rồi. Chúng ta cần kiếm cái viên máu ngon ngon nữa thì sẽ lên được thêm 3 điểm vô cái này. Hiện tại thì mình còn cái giày là khá cùi. Mấy cái này thì tương đối ngon hết rồi đó. Cái xương này thì nó nằm đâu ta? Rồi nó gắt game luôn rồi. Rồi thôi, nghỉ ở đây là được rồi đó. Ok, bye bye anh em. Game này thì tôi sẽ tiếp tục chơi nữa. Chúng ta mới xong cái hạng 1 thôi. Đúng như cái chỉ tiêu bữa nay mình đặt ra. Thì có thời gian thì chúng ta qua cái hạng 2, khám phá thêm mấy cái vùng đất mới ở trên. Hiện tại cái hạng 1 là mới đi được cái vùng đất ở vòng vòng dưới à. Giống như cái bánh gạo vậy nè. Rồi, tới hạng 2, hạng 3 thì tôi đi tiếp. Rồi ok, bye bye anh em.